Chính quyền Kherson thân Nga thành lập lực lượng dân quân IAEA cử thanh sát viên tới các địa điểm hạt nhân của Ukraine Những kẻ điều khiển từ xa đằng sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga Chương trình giải cứu Afghanistan của Bộ Ngoại giao Mỹ có 325.000 email chưa đọc Biểu tình chống tập lan rộng, gia đình nhiều du học sinh Trung Quốc bị gây sức ép Sinh viên Ấn Độ lần đầu tiên đông hơn người Trung Quốc ở các nước nói tiếng Anh anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thế giới chiều ngày 25 tháng 10. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Chính quyền thân Nga ở vùng Kherson của Ukraine thông báo thành lập một lực lượng dân quân địa phương, nói rằng tất cả những người đàn ông còn lại trong thành phố đều có thể tham gia. Các nhà chức trách Nga đã ra lệnh cho dân thường sơ tán khỏi Kherson, nơi mà Nga cho biết họ đã sắp nhập vào tháng trước, bất chấp lực lượng của Kyiv đang đạt được những bước tiến quân sự đáng kể. Ukraine cho biết 7 tàu khởi hành từ các cảng của họ hôm Chủ nhật chở ngũ cốc đến châu Á và châu Âu, nhưng cáo buộc Nga ngăn cản việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Nga đang cố tình ngăn chặn việc hiện thực hóa toàn bộ sáng kiến ngũ cốc. Do đó, các cảng Ukraine trong vài ngày qua chỉ hoạt động ở mức 25-30% đến công suất. Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết trong một tuyên bố qua tin nhắn Telegram. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết họ sẽ cử các thanh sát viên trong những ngày tới tới hai địa điểm hạt nhân của Ukraine theo yêu cầu của Kyiv, rõ ràng là đáp trả những tuyên bố nóng bỏng của Nga rằng Ukraine có thể sử dụng bom hạt nhân bẩn trong một chiến dịch giả mạo. IAEA nói họ biết về các tuyên bố của Liên bang Nga hôm Chủ nhật về các hoạt động bị cáo buộc tại hai địa điểm hạt nhân ở Ukraine. Cơ quan này cho biết trong các bình luận do Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra, đồng thời cho biết cả hai địa điểm đã được truy cập thường xuyên. IAEA đã kiểm tra một trong những địa điểm này một tháng trước, và tất cả các phát hiện của chúng tôi đều phù hợp với các tuyên bố về biện pháp bảo vệ của Ukraine. Ông Grossi nói, không có hoạt động hoặc vật liệu hạt nhân chưa được công bố nào được tìm thấy ở đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, phía Nga đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với việc sử dụng hạt nhân, Ông nói Mỹ không thấy có dấu hiệu nào về việc Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các quan chức phương Tây đang không coi trọng những lo ngại của Nga về một hành động khiêu khích tiềm tàng của Ukraine với một quả bom bẩn phóng xạ. Mỹ, Anh và Pháp cho biết trong một tuyên bố chung hôm Chủ nhật rằng tuyên bố của Nga là sai sự thật một cách rõ ràng. Ông Lavrov cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay hoặc ngày mai, TASS đưa tin. Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng do tổ chức phi lợi nhuận Bellingcat, Latvia's The Insider và Der Spiegel của Đức thực hiện đã phát hiện một nhóm kỹ sư quân sự bí mật hoạt động trong trung tâm tính toán chính của Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Nga, được cho là để lập trình đường bay cho tên lửa. Nhóm kỹ sư bí mật mà chúng tôi đã xác định báo cáo viết dường như bao gồm 3 đội, mỗi đội khoảng 10 kỹ sư, mỗi đội dành riêng cho một loại tên lửa chính xác cụ thể. Báo cáo đặt câu hỏi liệu một số đường bay của tên lửa tấn công dân thường có được bố trí cố ý hay không, hay do khả năng kém hoặc đường bay được lập trình trước của họ bị lỗi. Trong năm ngoái, các đồng minh Afghanistan mắc kẹt sau khi Mỹ rút quân đã phản nàn rằng họ cảm thấy không ai lắng nghe lời cầu xin của họ. Hóa ra họ đã đúng. Một báo cáo mới của Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tính đến tháng 5, gần 9 tháng sau khi rút quân, 325.000 email chưa đọc đã nằm trong hộp thư chính của chương trình chính phủ, được thiết kế để giải cứu những người Afghanistan theo Mỹ. Một số tin nhắn chưa đọc đó có từ tháng 8 năm 2021, trước khi những người lính cuối cùng rút đi. Những người Afghanistan tuyệt vọng đã liên hệ với nhau và không ai trả lời. Tại Trung tâm Thị thực Quốc gia, hồ sơ tồn động liên quan đến việc mở các email được gửi đến tài khoản email SIV Afghanistan của NVC. Tổng thanh tra cho biết, Tính đến tháng 5 năm 2022, tài khoản email có hơn 325.000 thư chưa đọc và OIG quan sát thấy nhân viên NVC vẫn đang mở các email chưa đọc từ tháng 8 năm 2021. Hạ nghị sĩ Michael Mikhail, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã gọi đây là trò phản bội mới nhất trong việc chính quyền Tổng thống Biden xử lý việc rút quân và lời hứa của Mỹ sẽ giúp đỡ những người theo mình. Ông Mikhail nói với tờ The Washington Times, Báo cáo này phát thảo chính xác những gì tôi đã chứng kiến trong nỗ lực của văn phòng tôi để giúp đỡ các đối tác Afghanistan của chúng tôi, những người vẫn đang bị mắc kẹt trong nước. Một số trường hợp của chúng tôi liên quan đến những người đã nộp đơn đăng ký SIV của họ hơn một năm trước, những người vẫn chưa nhận được số đơn đăng ký. Tổng thanh tra đã hai lần trích dẫn số lượng email tồn động, lần đầu là trong một báo cáo tháng 9 và bây giờ là trong một cuộc đánh giá rộng rãi về chương trình SIV và những vấp ngã của chương trình trong 14 tháng qua. Ông Mario Marquez, giám đốc an ninh quốc gia của Legion cho biết, những sự chậm trễ và rối loạn chức năng này trong một số chính quyền là lý do khiến nhiều đồng minh dễ bị tổn thương của Afghanistan ngay từ đầu đã phải mòn mỏi ở Afghanistan. Ông nói, các hành động khắc phục sẽ làm giảm đáng kể tình trạng tồn động email phải được thực hiện ngay lập tức, vì mỗi ngày mà mỗi người Afghanistan và gia đình của họ không nhận được hành động nào sẽ làm tăng nguy cơ đối với cuộc sống của họ theo nghĩa đen. Như tin đã đưa, Cuộc biểu tình trên cầu tứ thông ở Bắc Kinh, Trung Quốc xảy ra trước đại hội 20 đã tạo ra làn sóng biểu tình tại đại lục và ở nước ngoài. Để ngăn chặn làn sóng này, các nhà quản trị mạng đại lục đã đưa ra một lệnh cấm toàn diện. Có thông tin cho rằng nhiều người đã bị cảnh sát triệu tập hoặc giam giữ, thậm chí cả các thành viên trong gia đình của sinh viên Trung Quốc đang ở nước ngoài cũng bị đe dọa sau khi họ chia sẻ công khai thông tin liên quan. Vào ngày 13 tháng 10, hai biểu ngữ lớn đã xuất hiện trên cầu Tứ Thông, quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc với nội dung không cần axit nucleic mà cần lương thực, không cần phong tỏa mà cần tự do, không cần dối trá mà cần tôn nghiêm, không cần cách mạng văn hóa mà cần cải cách, không cần lãnh tụ mà cần bầu cử, không muốn làm nô lệ mà làm công dân. Biểu ngữ còn lại kêu gọi cư dân đình công ở trường học và cơ quan, xóa bỏ kẻ độc tài và tên phản quốc Tập Cận Bình. Bành Lập Phát hay Bành Tái Chu, người treo những biểu ngữ trên đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ. Nhưng các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan ra nhiều nơi ở Trung Quốc và thậm chí còn tiếp tục lan rộng ở nước ngoài. Nhà hoạt động nhân quyền Vương Kiểm Hồng cho biết trên Twitter, Hoành Hoành Bổng, một người đến từ Hải Nam có tên trực tuyến là doning đã bị chính quyền giam giữ trong 10 ngày vì đăng lại các bức ảnh về cuộc biểu tình trên cầu Tứ Thông, và sau đó anh lại bị giam giữ vì không làm xét nghiệm axit nucleic trong 10 ngày. Tổng cộng anh bị giam giữ trong 20 ngày, một người khác ở Bắc Kinh tiết lộ trên Facebook rằng anh ta đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát 3 lần vì đăng lại các bức ảnh liên quan đến vụ việc trên cầu tứ thông. Cuối cùng anh đã phải xóa bài đăng, theo Vision Times. Tài khoản Twitter của Acom RFA Chinese hôm 22 tháng 10 đăng một đoạn video cho biết một sinh viên Trung Quốc đang học tại trường cao đẳng Bellevue ở bang Washington, Hoa Kỳ đã nói trên Twitter vào ngày 20 tháng 10 rằng anh đang cầm bức ảnh chụp các khẩu hiệu song ngữ phản đối chính quyền Trung Quốc được treo trên cầu tứ thông để bày tỏ sự ủng hộ bành lập phát. Nam sinh viên viết rằng, hiện tại cảnh sát Trung Quốc đã tìm đến gia đình tôi và tôi chọn tiếp tục biểu tình và làm điều đúng đắn. Nam sinh viên cũng nói rằng, anh đã giải thích cho các bạn cùng trường về những việc làm chính nghĩa của chiến binh cầu tứ thông, bành lập phát và những hành động tà áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Đài Á Châu Tự Do RFA, sinh viên Trung Quốc tên là Hàn Vũ Đào tiết lộ rằng, ngoài việc yêu cầu anh trai mẹ và các thành viên khác trong gia đình anh cung cấp thông tin cơ bản của anh ở hoa kỳ cảnh sát trung quốc còn bị nghi ngờ là đã ép buộc gia đình anh để khuyên anh từ bỏ hành động kêu gọi mọi người đoàn kết anh trai của hàn vũ đào thậm chí còn khuyên hàn đừng trở thành kẻ phản bội và đừng để bị người khác lợi dụng như một tay súng đánh thuê hàn vũ đào cho biết anh cảm thấy anh trai mình rất có thể đã bị chính quyền trung quốc đe dọa vì vậy anh nói với gia đình em làm những việc này hoàn toàn do em tự nguyện không có ai xúi dục em, em có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hàn Vũ Đào, 23 tuổi, đã được mở mang tầm mắt khi được gia đình đưa đi du lịch vòng quanh thế giới khi anh còn nhỏ. Khi lớn lên, những người thân trong gia đình anh chứng kiến vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã nói với anh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều học sinh, sinh viên và thường dân bằng súng đạn và xe tăng. Anh cũng lo ngại về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những người theo học Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Hồng Kông. Điều này khiến anh nhận ra được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi còn là một đứa trẻ. Vào đêm trước lễ tưởng niệm 26 năm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 2015, Cổ ý, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa hóa học của Đại học Georgia, Hoa Kỳ đã xuất bản một thư ngỏ gửi sinh viên trong nước về tưởng niệm 26 năm ngày 4 tháng 6, kêu gọi sinh viên Trung Quốc dùng sự hiểu biết về lịch sử tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi đảng này lên cầm quyền để suy ngẫm về nguyên nhân sâu xa gây ra sự thống khổ của người dân Trung Quốc. Sau đó có thông tin cho rằng gia đình của Cổ ý đã nhiều lần bị cảnh sát Trung Quốc gây sức ép và đe dọa. Lực lượng an ninh quốc gia thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho cổ Ý, yêu cầu anh bí mật theo dõi các bạn học khác để lập công trục tội. Trong những năm gần đây, Trung Quốc là nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm nay tình hình đã thay đổi đáng kể với việc Ấn Độ trở thành quốc gia xuất xứ phổ biến nhất đối với sinh viên quốc tế. Theo thống kê về giáo dục đại học có trụ sở tại DC, các lãnh sự quán Hoa Kỳ trên toàn thế giới đã cấp gần 282.000 thị thực F1 từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 10% so với cùng kỳ trước đại dịch Covid-19. Trong số đó, 84.000 thị thực F1 đã được cấp cho sinh viên đến từ Ấn Độ, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp gần 1,5 lần so với số lượng được cấp trong cùng kỳ năm 2019. Sinh viên từ Trung Quốc chỉ nhận được khoảng 47.000 thị thực F1 trong 4 tháng này, giảm khoảng 40.000 thị thực so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu do Open Doors cung cấp, số lượng công dân Trung Quốc du học tại Hoa Kỳ đã tăng 4,5 lần, từ 67.800 lên 372.000 người từ năm học 2006-2007 đến năm học 2019-2020. Tuy nhiên, đến năm học 2020-2021, con số này đã giảm 15% xuống còn 317.000. Con số tiếp tục giảm xuống còn khoảng 252.000 vào tháng 9 năm nay, giảm thêm 20% so với năm học trước, theo biên niên sử về giáo dục đại học. Ấn Độ là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ hai tại Hoa Kỳ trong những năm qua, với số lượng sinh viên Ấn Độ đạt mức cao khoảng 200.000 người trong khoảng thời gian từ năm học 2017-2018 đến 2019-2020. Nó giảm xuống còn khoảng 168.000 vào năm học 2020-2021, nhưng vào tháng 9 năm nay, số lượng sinh viên Ấn Độ tại Hoa Kỳ đã tăng đáng kể lên mức cao kỷ lục là 241.000. Tình hình tương tự ở các nước nói tiếng Anh khác. Việc giảm sinh viên Trung Quốc và tăng sinh viên Ấn Độ cũng là một xu hướng ở các nước nói tiếng Anh khác. Tại Vương quốc Anh, gần 487.000 thị thực giáo dục đã được cấp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, tăng 71% so với năm 2019, một năm trước đại dịch, khi 202.000 thị thực được cấp theo dữ liệu do chính phủ Anh công bố vào ngày 23 tháng 9. Trong số 487.000 thị thực giáo dục, 118.000 đã được cấp cho sinh viên Ấn Độ, tăng hơn 80.000 so với năm 2019, tăng hơn 2 lần. Trong khi đó 115.000 visa du học đã được cấp cho công dân Trung Quốc, giảm 4% so với năm 2019. Số liệu chính thức từ Canada cho thấy vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, có 217.000 sinh viên Ấn Độ có thị thực du học Canada, trong khi đó có 105.000 sinh viên đến từ Trung Quốc. Úc cũng đang chứng kiến một xu hướng tương tự, nơi Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn sinh viên nước ngoài lớn nhất ở bang Victoria. Vào tháng 3 năm 2020, khi bắt đầu đại dịch COVID-19, sinh viên Trung Quốc chiếm hơn 25% dân số sinh viên quốc tế của Victoria, trong đó Ấn Độ đứng thứ hai với 24%. Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, có 96.300 sinh viên quốc tế có thị thực ở Victoria, trong đó người Ấn Độ chiếm 1 phần tư tổng số và xếp hạng nhất, trong khi Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ hai, chiếm gần 20%. Sinh viên Ấn Độ ở châu Âu cũng đang tăng lên. Vào tháng 9 năm nay, một quan chức Ấn Độ đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn truyền thông rằng số lượng sinh viên Ấn Độ ở Đức đã tăng gấp 3 lần trong vòng 7 năm qua. Người Ấn Độ hiện là nhóm sinh viên quốc tế lớn thứ hai đăng ký vào các trường đại học của Đức, với 33.753 sinh viên Ấn Độ hiện đang học tập tại Đức. Vào tháng 5 năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng đưa ra một tuyên bố, trong đó có nội dung nhận thấy lợi ích của việc di chuyển sinh viên song phương, Pháp duy trì mục tiêu 20.000 sinh viên Ấn Độ vào năm 2025. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới, khởi nghiệp và đổi mới giữa hai quốc gia. Các chính sách hạn chế hơn đối với sinh viên Trung Quốc Tại Hoa Kỳ, đã có những đề xuất cấm công dân Trung Quốc theo học sau đại học trong các lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và hạn chế người tham gia chương trình nhà nhân tài của chính quyền Trung Quốc. Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2020 đã đưa ra dự luật cấm công dân Trung Quốc xin thị thực sinh viên để nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực STEM tại Hoa Kỳ, nhưng cũng cung cấp cho tổng thống sự miễn trừ về an ninh quốc gia để sử dụng trong từng trường hợp cụ thể. Thượng nghị sĩ Tom Cotton thuộc Đảng Cộng hòa bang Arkansas nói, chính quyền Trung Quốc từ lâu đã sử dụng các trường đại học của Mỹ để tiến hành hoạt động gián điệp trên đất Mỹ. Điều tồi tệ hơn là những nỗ lực của họ đã khai thác những lỗ hổng trong luật hiện hành đã đến lúc điều đó phải kết thúc. Đạo luật an toàn campus sẽ bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi và duy trì tính toàn vẹn của doanh nghiệp nghiên cứu Hoa Kỳ. Tương tự, Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn thuộc Đảng Cộng hòa bang Tennessee cho biết, Bắc Kinh lợi dụng thị thực sinh viên và nghiên cứu để ăn cắp bí mật khoa học, công nghệ, kỹ thuật và sản xuất từ các cơ sở nghiên cứu và học thuật của Hoa Kỳ. Chúng ta đã nuôi sống Trung Quốc bằng sự khéo léo của người Mỹ và tiền đóng thuế của người dân trong thời gian quá dài, đã đến lúc để đảm bảo cho doanh nghiệp nghiên cứu của Hoa Kỳ chống lại hoạt động gián điệp kinh tế của chính quyền Trung Quốc. Dự luật vẫn chưa được thông qua, vào ngày 29 tháng 5 năm 2020, cựu tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp cấm một số sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc và các học giả thỉnh giảng trong các lĩnh vực STEM vào Hoa Kỳ nếu họ có bất kỳ mối liên hệ nào với các cơ sở Trung Quốc có quan hệ quân sự để ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Thông báo bày tỏ mối quan ngại đặc biệt rằng một số nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Trung Quốc có thể dễ dàng bị chính quyền Trung Quốc cưỡng chế trở thành điệp viên đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Sau đó, vào tháng 9 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thu hồi thị thực du học của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo lệnh hành pháp. Thưa quý vị, mục tin Thế giới chiều của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Sipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.